phát hiện một cái sản phẩm phụ trong quá trình tổng hợp logic thì người ta có được cái hỏng kinolon, và cái chất mà đầu tiên trong nhóm này được xài đó là acid nitric acid. Nhưng mà trên thị trường bây giờ chắc cũng còn nữa các bạn, còn đây ra nó đâu đó, tức là cái phổ của nó tương đối hẹp và nó chỉ có một số những cái vi khuẩn trong năm mà thôi. Đây là công thức của acid nitric acid, nó có cái khúc kinolon đó, tức là những chất của kinolon. Thì á, anh này nó có những cái nhược điểm của nó là nó phổ hẹp, chủ yếu trên da lông. Tuy nhiên trong lúc đầu tiên khi mà người ta phát hiện ra kinolon, người ta cũng đã có một số những chất mà phổ kháng khuẩn từ từ cái acid nitric đó. Ví dụ như chúng ta có những cái này là acid oxolic hoặc là sinosacin hay là misacin, tất cả đây gọi là kinolon thế hệ thứ nhất đó. Thì nhìn chung ta nhớ các kinolon thế thứ nhất là phổ hẹp, chủ yếu trên da lông, và trong cấu trúc không có pro, trong cấu trúc không có pro, phổ phổ hẹp chủ yếu trên da lông đó. Họ thấy không nè, những trường đường tiểu hiện giờ nó có thể xài những trường đường tiểu, những trường ruột, nhưng mà chắc là nó gây khá nhiều lần đó. Cho nên cái kinolon thế thứ nhất hôm nay không có quan trọng nữa đó, hôm nay không quan trọng nữa, ta xài những gì nữa đó, mặc dù có thể là còn thị trường cũng không quan trọng nữa. Và đây cũng là kinolon thế hệ thứ nhất, các bạn quan sát trong cấu trúc không có pleon gì cả, không có pleon gì cả đó. Hiện giờ những cái này có thể sử dụng như nói đó, những nhiễm trùng đều hay là những trùng đường tiêu hóa không quan trọng. Rồi cái này là quan trọng là kinolon thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta còn gọi là pleon kinolon, rất là quan trọng hiện giờ trên thị trường, đúng không? À, và như vậy thì trong cấu trúc của nó thế anh nào cũng chứa nguyên tử gì các bạn? Pleon. Và pleon là cái gì? Halogen. Mà halogen trong một cấu trúc thì nó làm tăng cái gì đây? Thân liên kết lên, cho nên nó kẹt thân liên kết qua cái mạng tế bào vi khuẩn, hấp thu vào tế bào vi khuẩn càng tốt đối với cái nhóm này đó. Thì các bạn thấy nè, trên thị trường rất nhiều, ví dụ như nọc-loxacin, enoxacin, ciproloxacin, nào cũng có pleon, loxacin, levofloxacin, romeloxacin, nào cũng có pleon, giá trị loxacin. Và các bạn thấy người ta nhận ra nó bằng thiết bị cử gì? Ống sàng gì? Bây giờ người ta đổ tiền của cái nó nhắm thì nhiều lắm. Có thể là người ta nghiên cứu ra tạo ra những cái thuốc mới, mà nhiều khi là tôi không có liên kế đây. Nhưng mà nếu ra thị trường mà các bạn thấy thì ngữ loxacin đổi qua đổi lại thôi, tôi chạy thôi, nhưng mà tại các bạn không tặng báo với nhà
trường là đông quá, không biết chia thôi. 15 liên thông học ở 4L4, ở đây 16 liên thông. Rồi, và các bạn thấy tê
lên nha, lên nó có lưỡng tính không? Tại bạn quên á, tetracycline có lưỡng tính không? Có. Thành ra anh này có những chất chống tetracycline, nó hai vòng kia bốn vòng, anh này có những chất chống tetracycline đó, tetracycline lưỡng tính á, nó có nhiều hóa phenol, cho nên nó tính gì các bạn, tetracycline á acid, rồi nó có nhóm amin đó, amino amin số 4 đó, lấy tetracycline vừa tính ba rồi vừa tính acid, anh này cũng vậy lưỡng tính. Rồi tetracycline phát quang, anh này cũng phát quang, thấy chưa? Rồi trong mấy cái hỏa kháng sinh mà nãy kể các bạn đó, anh nào có màu vàng, toàn bộ cái kháng sinh kia nó màu trắng các bạn, anh nào có màu tetracycline, đợi nào giờ thấy bộ tetracycline có màu vàng, cái anh này như vậy nè, vàng nhạt, anh kia màu vàng có thể đậm hơn này vàng nhạt, anh này có nhiều tính chất vật lý giống lắm đó nha, giống tetracycline lắm. Thật ra các bạn sau học thì so sánh cho các bạn đó. Rồi, và như tôi nói không bền mà anh sáng, mà người ta nói cái gò nó tương sáng mạnh lắm, cho nên là cần phải bảo quản tránh ánh sáng, được chưa? Rồi về mặt kiểm nghiệm thì anh này là những cái anh mà tổng hợp toàn phần, mà là những năm gần đây mà các bạn thấy nó ra ào là nhờ thiết kế thuốc, cho nên là tôi nói là mới, cho nên thường những cái thuốc mới khi mà tập quy trình kiểm nghiệm thường thường người ta dùng máy móc, cho nên định tính nó thì thường thường người ta dùng cách gì các bạn, đố các bạn định tính thường dùng cách gì, máy móc gì? Còn khi nào mà muối hydrolyte thì phải làm thêm cái gì? Dòng rồi rất là dễ đó. Rồi kiểm tính tiếp thì ta đo độ UV, đo năng suất quy cực nếu nó có cạch phân tích tương đối. Và đôi khi một lát các bạn thấy giữa oxaloxacin với lại levofloxacin, cái cấu dạng cạch phân tích tương đối rất là quan trọng, cho nên người ta đo năng suất quy cực. Vậy thì giờ đây tôi tiếp tục hai anh này là simvoloxacin, anh này là levofloxacin, anh nào trong tiêu chuẩn kiểm nghiệm nó người ta đặt tiêu chuẩn năng suất quy cực. Đó, bạn thấy không? Có cây đâu cũng chặt hơn rồi. Thấy chưa? Đó. Tùy nha, phải quan sát phương trung. Đó. Nè. Còn cái đó, thường là người ta chuẩn độ môi trường khang. Và khi chuẩn độ môi trường khang thì người ta nhắc tới cái ba sở yếu này. Đó, cái phòng Iberazine này, ba sở yếu này. Đó. Thành ra là giúp dịch chuẩn độ trong môi trường khang, trong trường hợp người ta dùng độ ba sở yếu thì người ta dùng chương trình gì các bạn? Acid theo các bạn lớp 15 thì học chia 404 nha, lớp 16 thì học sáng nha. Rồi mặt cơ chế tác động dịch nhắc lại nè, anh beta lactam diệt khuẩn bằng cách nào các bạn? Làm hư các tế bào, ở các tế bào có thành phần nào nó tác động lên peptidoglycan đó, mà để làm hư peptidoglycan rất tác động bởi là chính xác trực tiếp của beta lactam này, BBB về dạng học đó, BBB và BBB là gì? Transpeptida, và transpeptida để làm gì? Rosin, thấy chưa? Họ beta lactam và họ aminosid diệt khuẩn hay kiềm khuẩn? Diệt khuẩn hay kiềm khuẩn? Diệt khuẩn, trời ơi. Và họ aminosid diệt khuẩn bằng cách nào này? Hư gì? Hư sinh tổng hợp protein của vi khuẩn. Các bạn nói quá dữ khó quá, các bạn rất là giỏi dữ lý mà. Đó, dữ lý đó, ức chế sinh tổng hợp protein vi khuẩn. Đi cái gì đó, hội nghị đi cái hội thảo gì đó la quá vậy, la quá gì khô quá học dược lý sướng hơn, hỏi dược lý không biết nữa. Rồi ma anh là tự nhiên kiềm khuẩn kiềm khuẩn bằng cơ chế gì? Ức chế sinh tổng hợp protein của vi khuẩn.
Rồi. Anh postpone đi xin. Postpone đi. Cực mạnh tế bào. Anh vô đi kết đi. Anh vô đi kết đi và vô đi đi xin. Nó đâu có đâu. Màng sinh chết. Lo ra đi con. Ức chế sinh tổng hợp rồi đi đi khuẩn. Trời ơi. Anh này, có cơ chế mà mấy kháng sinh kia không có, nó không giống mấy cái kháng sinh này tôi kể. Còn siêu tâm biết kháng khuẩn. Ức chế sinh tổng hợp, ức chế sinh tổng hợp sinh khuẩn đi. Anh này, ức chế sự tạo thành ABN không vi khuẩn. Thì các bạn biết á, ADN là sợi đôi hay sợi đôi? Sợi đôi. Bây giờ muốn tổng hợp ADN, những cái sợi đôi ADN nó thẳng với ruột vậy hay là nó xoắn? Xoắn, xoắn ghép mà, đúng không? Bây giờ mỗi một lần mà muốn tổng hợp là sợi ADN mới đó, đúng không? Nó phải lấy khuôn mẫu của sợi cũ. Mà muốn lấy khuôn mẫu sợi cũ thì cái sợi đôi đó phải được đuổi ra. Đuổi ra rồi cắt ra. Đây nè, chỉ có phải đuổi ra. Đó, chúng ta phải đuổi ra. Đây là xin nè, cắt ra. Cắt ra sau khi sao chép rồi á, các xin này hàng lại nó. Đúng không? Thì cái glucuron ức chế những các xin mà đuổi nó ra. Đuổi cái sợi đôi ăn em ra. Và đồng thời ức chế các xin mà dùng để cắt và nối lại sợi ADN sau khi mà có được ADN con. Cho nên không có quá trình tổng hợp ADN con và không có quá trình để tổng hợp ADN con thì cũng đến chết. Tức là ức chế sinh tổng hợp ADN của vi khuẩn bằng cách ức chế ADN serine và ADN và tocopherol vốn tức là xin cần để tháo xoắn, bạn xin cần để cắt loại cái ADN này. Đó thì còn nhớ là ức chế sinh tổng hợp của vi khuẩn thôi. Có nghĩa là nó khác với lại cơ chế của những cái họ kháng sinh mà mình đã học. Ví dụ quan hệ cũng rất là tác động. Thì tất cả những cái glucuron nó đều có chung như thế này. Và các bạn sẽ thấy là nó rất là đa dạng. Tại sao? Là tại vì người ta có thể thay thế R1, R2, R1, R5, R6, R7. Cái vị trí thế là S1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thôi. Thay thế rất nhiều chỗ trên cái khúc này. Vì vậy cho nên trên thị trường rất nhiều glucuron. Hơn nữa thì nói với các bạn họ dùng cái thiết kế thuốc á, tức là nghiên cứu in silico, cho nên á họ ra đời rất là nhanh và rất là nhiều thuốc ở trong họ này. Mà hiện giờ là vẫn trực tiếp tại vì cái này á bổ rất là tốt, nó trị được lao luôn á, chỉ tại là nó uống được cho nên tại Việt Nam nó đề kháng nhiều đó. Thì bây giờ các bạn phải vẽ cho tôi được cái phản ứng mô phỏng của glucuron. Tôi hỏi thêm đi, phản ứng mô phỏng là cái cung chính, không có nó không được. Tất cả các glucuron nào các hình giờ thì nó cũng đều có phản ứng mô phỏng. Đó, ở đây cái phản ứng mô phỏng này các bạn sẽ thấy là phải có gốc axit, phải có nối đôi chỉ hai ba chỗ này mà kilo quá một cái đó bất tất cả các phần tức là phải ghi hình vậy đó. Nếu thế tại R1 thì có thể thế, nhưng mà phải có khúc ghi hình như thế này, tức là không được kilo quá ở đây và vị trí axit phải nằm ở vị trí số 3 đó. Rồi trên cái khúc này có nghĩa là vẽ cái đường này gọi là phản ứng của phong được kilo đó. Và trên khung này các bạn sẽ thấy rằng là người ta đưa vào R6 một cái halogen là pro đó, và nó làm cho thấm vào trong tế bào vi khuẩn tốt hơn. R7, R8, thậm chí R1 ảnh hưởng tới phổ kháng khuẩn và cường độ kháng khuẩn. Đó, phổ kháng khuẩn, cường độ kháng khuẩn. Nhớ chúng tôi nha, vẽ được phản ứng cung phong của glucuron. Anh này phải là ceton, anh này mà thử là cố gắng cũng mất tác động kháng khuẩn. Nói đôi ở đây, nếu mà thử nó chỗ này là bên đơn cũng mất tác động kháng khuẩn. À, tại cặp con số 2 thì không được thế gì hết, thế cũng mất tác động kháng khuẩn. Đó, đó.
là căn cứ khoa của lâu kỳ nó lắm rồi. Đặc biệt ở cái nhóm thế tại R7, R6 thì thường thường là Leo, phải không? R7 thì á, nó ảnh hưởng cái thế tại đó ảnh hưởng rất nhiều cái bộ kháng khuẩn, đặc biệt là trên cái vi khuẩn Gram ăn. Thì ở đây có tên nó Loxacin, Cinproloxacin. Anh nào cũng có công nghe ra tiền cho đẹp đó. Ở R7 thường là đưa vào đi đem ra gì hoàn toàn có khi là pyrolidin, tức là có một cơ và nhắm chặt đó. Tuy nhiên các bạn có thấy người ta khi mà tuyên truyền tỉnh mạch để cho những cái anh này đặc biệt là ciproloxacin, tức là dùng cái đường mà tuyên truyền á mà xài, đương nhiên xài kháng sinh thì phải xài kéo dài 7-10 ngày thì còn thấy có tác dụng phụ đó không? Đây, có kinh nghiệm như cái này. Bệnh nhân nói là thì 3-4 ngày sau thì nói là nó không đúng gì được. Thật ra là người ta sợ nhưng mà không sợ cái đó là tác dụng phụ của ciproloxacin, đặc biệt là những anh mà có chứa cái nhóm diteracidin, diteracidin nè, ở vị trí C7, ở vị trí C7 đó. Tại vì sao? Nó đi vào với cái lúc mà có cái vòng diteracidin này, nó cắn cái thụ thể của GABA. GABA là cái tác gì vậy các bạn? GABA amino butyric acid. GABA là cái gì các bạn biết không? Cái chuẩn trường thần kinh. Nó làm ức chế thần kinh hay là kích thích thần kinh? Ức chế thần kinh. Đó, thành ra anh này cái diteracidin C7 nè, nó tránh với cụ thể GABA cho nên nó gây tác dụng phụ cho thần kinh trung ương. Vì vậy nhưng mà khi bệnh nhân khi mà xài cái này đặc biệt là đường tuyến truyền thì sẽ có những cái rối loạn về thần kinh, nói nhiều khi làm nhầm sự thật vậy, nhưng mà không sao, sau khi mà ngưng truyền thì hết cái tác dụng phụ đâu. Cho nên những nhà khoa học mới nói vậy thì làm sao mất cái tác dụng phụ đâu. À, cũng vậy thì các bạn thấy ở Oxaloxacin người ta cũng xài cái nhân piperacidin để dịch, tại vì cái này thì quan trọng cho nó là kháng khuẩn đó, là cũng tốt cho các bạn có thấy đó. Nhưng bây giờ không có để cái bồng này gọi là còn gạt nữa, mà giờ thêm một cái nhóm cái gì đây, mê tình đó, lomeloxacin. Các bạn cũng thấy bồng piperacidin ở đó. Nhưng mà bây giờ lại thêm mê tình đó, thì những cái này nè giảm tác dụng phụ trên thần kinh trung ương là tại vì đưa vào mê tình nó cộng gần lên, nó không cắn được cái thụ thể của GABA, tức là cái khả năng vào cái thụ thể GABA rất là kém. Với nghe nè, cái này là cái thiên vẽ hình hỏi đó, tức là nhìn cấu trúc nào cho tác dụng phụ trên thần kinh trung ương. Bốn anh này như vậy, cuối cùng anh nào không ít có tác dụng phụ đến thần kinh trung ương các bạn? Lomeloxacin và Oxaloxacin. Được chưa? Thay đổi cấu trúc là giảm tác dụng phụ. Đó. Bạn Oxaloxacin thì sao? Có giảm được tác dụng phụ đến thần kinh trung ương không? Đó. Đó các bạn. Đó. Và đây em vừa vào đây đi. Đó. Cái vòng này không có bỏ gạt được nữa. Vòng này còn không gần lên. Khi nó xong gần lên một cách được một hoặc hai nhóm vi sinh thì không gắn được cụ thể GABA trên giảm hẳn tác dụng phụ trên thần kinh trung ương. Thấy chưa? Cấu trúc liên quan tới tác dụng phụ. Còn bây giờ tại vị trí N1 đó, như tôi nói các bạn, thế này cũng ảnh hưởng tới cường độ kháng khuẩn và cũng ảnh hưởng tới cái khổ kháng khuẩn. Người ta thấy rằng nếu thế ở đây các bạn thấy rằng ciproloxacin, bacoxacin, người thế đây còn nhớ cái này gọi là cái gì các bạn? Ciproprobin, phải nói là như thế, ciproprobin đó.
đó. Và người ta thấy là khi mà đưa vào vị trí số 1 chưa single protein thì cái phổ kháng khuẩn nó lại có bản tính cho những cái vi khuẩn có thể như Mycoplasma, Chlamydia và Leishmania. Những hạt này là những cái vi khuẩn gọi là không điển hình, chẳng hạn như cái này là không có màng tế bào, không có tắc tế bào, cho nên là người ta lắc ta không dễ được đâu. Còn mấy hạt này là những cái vi khuẩn phát triển trong nội tạng, và đốt các bạn những cái vi khuẩn không điển hình này trong số những cái họ kháng sinh mà mình đã học đó, thì anh nào có tác dụng các nhớ mới xong tetracycline cà phê phổ cao chuẩn chồng ở tetracycline còn thấy hôm trước đó đó phổ nó rất là rộng nhưng mà người ta không tác dụng những cái đối với cái vi khuẩn gram gram dương thông thường là tại vì gram gram dương thông thường thì rất nhiều thuốc trị phải không, còn những anh này nè rất ít thuốc trị chỉ có tetracycline. Thì bây giờ các bạn thấy là Roquinolone với những anh mà chứa ở cái vị trí số 1 cái cộng ciclopropin thì ta thấy tác động được trên những anh này có thể gây nhiễm trùng niệu hoặc là gây mất khổ là các bạn bất phổi nè đó. Nhớ nha, thì ở đây nè phổ kháng khuẩn lại giống tetracycline. Hồi nãy giờ chúng ta thấy Roquinolone giúp ta tetracycline thấy chuyện rồi nhiều lắm, thứ nhất lượng tinh đúng không, thứ hai có màu, thứ ba phát quang, thứ tư thì ba cái khổ cũng giống nếu vị trí này là sinh tồn rồi đi không tin về mỏi là đi. Tôi so sánh với các bạn đó nha, tôi so sánh với các bạn đó các bạn lưu ý nếu mà các bạn không có theo kịp về nhà các bạn làm dở cái tên ra sinh tin này nhé. Khi mà các bạn học và so sánh như vậy á thì các bạn dễ nhớ hết được không? Rồi có ai theo kiểu không? Có ai theo kiểu các bạn? Ai theo kiểu chưa tay lên tôi nói lại. Rồi thật ra đi thi mẹ hỏi đấy nha, những cái điểm nào mà tôi nhấn mạnh từ nãy giờ là đi thi tôi để hỏi đó. Rồi và riêng Oxaloxacin vậy ta hỏi nè, Oxaloxacin và Levofloxacin anh này á có thể gây tác dụng phụ trầm trọng trên thần kinh đúng không? Đó và thấy là cái chuyện bên kia thở đi ra ra được chưa? Rồi bây giờ ở Oxaloxacin trong tiêu chuẩn kiểm nghiệm họ có đặt tiêu chuẩn năng suất lên cực không? Các con đất đối đó. Và các con đất đối này nó rất là quan trọng, thành ra là nếu mà tách cái đồng phân bị cháy ra, bị cháy là lê vô cốc sạch thì nó hoạt tính mạnh 8 đến 128 lần hơn đồng phân vì vậy cho nên trên thị trường cái viên mà Oxaloxacin với những viên mà Levofloxacin viên nào đặc biệt Levo đặc biệt nó đồng tốt hơn mà. Và như vậy tại sao anh Oxaloxacin rẻ hơn? Tại vì nó xài cái nhãn racemic, người ta không có bỏ tiền cho việc tách ra này, tại vì tách ra cũng khó, tách ra chắc là cái tăng, cho nên là anh kia thì rẻ hơn cái này và anh này tác động tốt hơn, mạnh hơn. Và trong cái bộ cái phát đồ điều trị lao hiện nay một số trường hợp người ta phối hợp Levofloxacin, các bạn biết cái phổ này cái phổ kháng khuẩn là nền rộng rất dương ra thân và tác động được lên được cục lao, một số cái Roquinolone được sử dụng điều trị lao trong đó có Levofloxacin. Cái họ này là họ rất là quý nè, nhưng mà tại thị trường Việt Nam thì khác nhiều là tại vì nó nhiều đường uống, nó có đường uống đầu tiên và cái sinh thái của đường uống của nó rất là tốt đó, cho nên là làm được rất nhiều được chưa? Rồi rồi bây giờ các bạn thấy có những chất như là Lomeloxacin đó thì Lomeloxacin có gây tác dụng trầm trọng trên thần kinh đúng không?
phòng. Đây các bạn thấy ở cửa phòng đây đi. Ở Logan Luxassin bây giờ người ta đưa thêm một đứa con ở vị trí số 8. Tại vì người ta thấy đưa đứa con vị trí số 6 tốt quá. Thấy không? Đưa thêm đứa con vị trí số 8 tăng chúng ta vị trí lên. Ta nghĩ là cường độ tăng cũng sẽ tốt hơn. Đó. Tuy nhiên người ta thấy khi bảo quản cái này gặp những nhược điểm vì hai nguyên tử lo đó, cho nên là nó rất nhạy ánh sáng, rất khó bảo quản, rất khó bảo quản đó. Cho nên người ta mới tạo ra gallium fluoride. Và các bạn thấy đây là những cái lô kilo thế hệ sau, và những cái lô kilo thế hệ sau thì hầu như anh nào người ta cũng không có để cái phần nitroglycerin trong phòng cả, không như luôn luôn cái thêm mềm thì giảm tác dụng phụ trên thần kinh trung ương, điều đó rất là rõ ràng nha. Đó, và đây hai viên lo cũng tăng thân đi tiếp là đưa vào cái nhóm metoxin, thì giữa hai anh này anh nào mà rất nhạy cảm cái sáng nitroglycerin, và giữa hai anh này cái nào tác động được lên mycoplasma hay là chlamydia? Nhóm tay trái là cyclophosphamide, các bạn thấy cyclophosphamide. Những cái điểm cấu trúc hồi nãy giờ tôi nhắc các bạn chú ý thêm nha. Rồi. Bây giờ trong số những cái kháng sinh mà đã học đó, mấy họ kể lại anh nào không được dùng chung với sữa hoặc là những cái thuốc mà có chứa trong kim loại hoặc là tức là tê giác sinh, thấy không? Tại sao vậy các bạn? À, tạo phúc xê là thấy không? Đó, thì đây cũng vậy, nó giống thêm một chỗ nữa nè. Đó, tạo phúc xê lá với ông kim loại như thế này, thấy chưa? Thành ra là người ta nói dùng 4 giờ hoặc 2 giờ những cái thuốc mà giúp kim loại hoặc là cái thức ăn đồ kim loại sau khi dùng thì nó là rất là tránh xa các bạn. Như vậy này giống tetracycline nhiều chuyện lắm này. Về mặt cấu trúc tetracycline nó có mấy vòng? Bốn vòng. Anh này có mấy vòng? Hai vòng, phải không? Anh tetracycline có màu gì? Màu vàng. Anh này cũng vàng, cả nhà, phải không? Bốn vòng cứng không xoay được trong không gian cho nên phản quang. Hai vòng cứng không xoay được trong không gian phản quang. Tetracycline vừa tan được trong axit vừa tan được trong kiềm, anh này cũng vậy, vừa có tính kiềm vừa có tính axit thiếu, thấy chưa? Đó, phổ kháng khuẩn những anh ở dưới cái vị trí số 1 này, em là một tại như tơ số 1 đây nè, những cái cyclophobia thì lại tác động trên được những cái vi khuẩn không điển hình, ví dụ Mycoplasma hoặc là